Lý lịch bất hảo của thiếu niên 17 tuổi dùng gậy đập phá xe máy của người bênh vực bà bầu sau va chạm giao thông. Trao đổi với chúng tôi vào ngày 25 tháng 9, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vẫn đang tích cực điều tra vụ nhóm nam thanh niên cố ý gây thương tích, dùng gậy đập phá xe máy của người đi đường vừa xảy ra trên địa bàn. Hiện chúng tôi vẫn đang tích cực điều tra, chưa có kết quả cụ thể, vì lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân thông tin. Theo đó, ngay khi nhận được thông tin, Công an quận Thanh Xuân đã triệu tập những người liên quan để điều tra, bước đầu xác định 4 nam thanh thiếu niên điều khiển xe máy xảy ra va chạm với người phụ nữ đang mang bầu. Khi xảy ra vụ va chạm, có 2 người đi đường chứng kiến sự việc đã yêu cầu nhóm thanh niên dừng xe để xử lý. Tuy nhiên, nhóm này đã lao vào ẩu đả và đập phá xe của 2 người đi đường. Ngay sau đó, Công an quận Thanh Xuân đã triệu tập người được cho là nam thanh niên dùng gậy đập xe máy của người đi đường. Tại cơ quan công an, người này được xác định là thiếu niên sinh năm 2003, trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Điều đáng nói, dù chỉ mới 17 tuổi nhưng thiếu niên này đã có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Sáng ngày 25 tháng 9, lực lượng chức năng đã đưa những người liên quan đến hiện trường để làm rõ vụ việc. Như tin đã đưa, ngày 24 tháng 9 trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip hình ảnh ghi lại cảnh một nhóm nam thanh niên gồm 4 người được cho là đã xảy ra va chạm giao thông với một người phụ nữ đang mang bầu trên đường Trường Chinh, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Lúc này, một người đi đường xuống bênh vực người phụ nữ mang thai thì bị một người trong số nhóm thanh niên này dùng hung khí đe dọa đập phá xe máy. Ngay sau đó, người dân đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an. Trên các nhóm cộng đồng, rất nhiều bình luận phản ứng mỉa mai trước sự việc. Thực ra, chúng nó làm vậy là có lý do cả, không phải tự dưng mà có hành động như vậy. Cũng chỉ vì chưa đi tù lần nào nên còn non nớt trong suy nghĩ, mong nhà nước giúp các em có thêm kinh nghiệm và biết yêu thương cuộc sống hơn. Lên phường thì cỡ rồng phượng còn ngoan, chứ mấy em trai này thì tuổi gì? Sơ sơ đã thấy nhẹ nhàng gánh hai tội sử dụng hung khí và phá hoại tài sản. Ngổ ngáo, tưởng thế là ngầu, tuổi trẻ chưa trải sự rầu là đây. Phụ huynh các em lại bảo chúng nó ở nhà ngoan lắm,